chuyên gia Đức, Orban có thể làm đại dịch COVID-19 kết thúc sớm hơn. Một giáo sư nổi tiếng người Đức cho rằng, sự xuất hiện của biến chủng siêu độc biến Orban có thể không phải là quá tiêu cực vì xảy ra kịch bản nó có thể làm đại dịch kết thúc sớm hơn. Evening Standard đưa tin, nhà dịch tễ học lâm sàng người Đức Karel Lauterbach cho biết, biến chủng Orban có thể là một món quà Giáng sinh và có thể khiến đại dịch kết thúc sớm hơn. Ông Lauterbach, người đang chạy đua trở thành Bộ trưởng Y tế tiếp theo của Đức, cho rằng sự xuất hiện của Orban có thể trở nên tích cực nếu nó chỉ gây ra triệu chứng bệnh nhẹ. Ông cho biết, kỳ Orban là chủng SARS-CoV-2 có nhiều đột biến chưa từng có nghĩa là nó có thể được tối ưu hóa để lây lan, nhưng có thể ít gây ra bệnh nặng hơn. Đây vốn là cách mà hầu hết các virus về đường hô hấp diễn tiến. Theo ông Lauterbach, kịch bản của ông Lauterbach được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia ở Nam Phi cho biết, chủng này dường như gây ra triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Nam Phi Salim Ayokarim cho rằng, các vaccine COVID-19 hiện tại có thể có hiệu quả cao với biến chủng Orban. Giáo sư Ayokarim, người từng là cố vấn chính của chính phủ Nam Phi trong đợt dịch đầu tiên, cho hay ông tin rằng vaccine sẽ bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định Orban có dẫn đến các triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó, chẳng hạn như Delta hay không. Các bác sĩ Nam Phi chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 cho biết, cho tới nay Orban dường như chỉ gây ra triệu chứng nhẹ bao gồm ho khan, sốt và đổ mồ hôi ban đêm. Trong bài trả lời phỏng vấn với báo KP, Alexei Aranoki, giáo sư virus học tại Đại học Tổng hợp Moscow, Nga cho rằng, thế giới nên cảnh giác trước sự xuất hiện của chủng virus mới, nhưng Orban có thể không chết chóc như những gì mà mọi người đang lo ngại. Ông nhấn mạnh rằng Orban là biến chủng bất thường vì có nhiều đột biến hơn các chủng khác. Ít nhất là trên lý thuyết, một số các đột biến có thể nguy hiểm như làm tăng khả năng kháng vaccine và trở nên dễ lây lan hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, đến nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Orban có thể áp đảo hay gây chết chóc nhiều hơn Delta. Chủng vẫn đang thống trị ở thời điểm hiện tại. Trong hàng chục ca lâm sàng mắc Orban được ghi nhận cho tới nay, chưa có bất cứ ca tử vong nào, chuyên gia Nga cho biết. Theo ông Aranoki, hiện còn quá ít ca Orban được ghi nhận và thế giới cần nghiên cứu thêm về các đặc tính của chủng này để hiểu rõ về nó. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cho biết, sự xuất hiện của Orban được cho là một lời nhắc nhở với thế giới rằng, chúng ta chưa thoát khỏi COVID-19 và những thành quả khó khăn mới có được có thể biến mất trong chớp mắt. Đức Hoàng theo Yahoo!